Và xin trân trọng giới thiệu chung kết và quân một trăm hai mươi năm năm giữa Hà Văn Hiếu và Đi Quỳ Góc Đỏ và Nguyễn Hùng Kỳ và Đi Quỳ Góc Đỏ Thanh trong tài cảm Nguyễn Văn Thanh. Các trọng tài viên trận đấu bắt đầu. Thôi là trận đấu kết thúc với bàn thắng của đối thủ Nguyễn Góc Đỏ và chương trình thi đấu của ngày nay đến đây kết thúc, và sau đây là phần trao huy chương của ban tổ chức.